Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Giới nghiên cứu quốc tế đánh giá như thế nào về tổng trọng? Ngày 26 tháng 7, BBC Tiếng Việt có bài Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Ngang, Lê Dưỡng. Theo đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 13 kỳ đại hội với 12 tổng bí thư và chủ tịch đảng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những nhà lãnh đạo cao nhất tại vị lâu nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tính sau năm 1986, Ông Trọng là người giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nhiều nhiệm kỳ nhất, đồng thời phá lệ cả về giới hạn số nhiệm kỳ và giới hạn tuổi tác. So với các đời Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi Đảng lên cầm quyền năm 1945 đến nay, ông Trọng là người giữ chức vụ Tổng Bí thư lâu thứ nhì, 13 năm, từ năm 2011 đến năm 2024, chỉ sau ông Lê Duẩn là 26 năm. BBC cho biết ông Trọng đã được bầu vào bộ chính trị tại hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8. Và đây là hình bài trên BBC. Như vậy, ông Trọng đã có 27 năm là ủy viên bộ chính trị, cơ quan bao gồm những nhân vật quyền lực nhất trong hệ thống đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng là người cao tuổi nhất giữa chức vụ đứng đầu đảng. Khi qua đời, ông thọ 80 tuổi và từng kiêm cả hai chức vụ tổng bí thư và chủ tịch nước bbc dẫn lời giáo sư alexander vung vinh tại trung tâm nghiên cứu an ninh châu á thái bình dương ở hoa kỳ đánh giá rằng nếu xét về hai tiêu chí quan trọng nhất của một người làm quan là liêm khiết và chí công vô tư thì ông trọng có thể sánh ngang với hồ chí minh và nguyễn văn linh và hơn các tổng bí thư khác ngoài ra bản thân ông trọng là nhà lý luận nên về mặt này ông chỉ kém hồ chí minh và trường chinh ngang hàng với lê dũng và hơn các tổng bí thư còn lại tuy nhiên giáo sư đánh giá rằng về mặt thực hành, ông Trọng không phải là một nhà tổ chức tốt. Và đây là hình cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. BBC trích lời giáo sư Abuja từ trường National World College tại Hoa Kỳ cho rằng ông Trọng đã tạo được dấu ấn cá nhân trong bộ chính trị mà những người tiền nhiệm của ông không làm được. Ông Trọng là một nhà tư tưởng cộng sản trọn đời và chỉ có 5 năm ở vị trí không chuyên trách về đảng, đó là chức chủ tịch quốc hội. Trong bộ chính trị có cơ chế lãnh đạo tập thể nhưng ông Trọng có nhiều quyền lực cá nhân hơn, xét về bề dạy công tác và tuổi tác. BBC dẫn lời giáo sư Alexander Vung Vinh cho rằng, ông Trọng muốn nhốt quyền lực trong lòng cơ chế, nhưng chính ông lại phá cơ chế trong nhiều vấn đề, đặc biệt là khi ở lại thêm một nhiệm kỳ thứ ba, lúc đã tuổi cao sức yếu. Việc phá vỡ cơ chế này đã tạo nên một cuộc khủng hoảng trong vấn đề chuyển giao quyền lực trong đảng. Việc ông Trọng làm thêm nhiệm kỳ thứ ba từ đại hội 13 là trái với điều lệ đảng đang có hiệu lực. Ông đặt ra các quy định, tiêu chuẩn trong đảng để lái tình hình theo hướng ông muốn, nhưng cuối cùng chính ông lại bị các quy định, tiêu chuẩn đó trói chân, trói tay, cản trở mong muốn của ông. Ngoài ra, ông cũng không giỏi trong việc chọn người, chọn đúng người là bảo vệ đồng minh. Và đây là hình cố tổng bí thư Lê Dưỡng. Đánh giá về độ nhảy bán với thời cuộc giáo sư Alexander đưa ra so sánh về ông Trọng với những người tiền nhiệm như sau. Một đức tính quan trọng của người làm chính trị là sự nhạy bén với thời cuộc, với tình thế. Điều này rất khó so sánh vì thiếu mẫu số chung. Ông Trọng cảm nhận được nỗi bức xúc của người dân về nạn tham nhũng và kiên quyết dương cao ngọn cờ chống tham nhũng. Nhưng ông lại không dựa vào dân mà dựa vào chính quyền để chống tham nhũng vì ông muốn diệt chuột nhưng lại có mối lo lớn hơn là làm vỡ bệnh. Đây là nguyên nhân chính khiến công cuộc đốt lò của ông không bao giờ đạt được kỳ vọng. Xét về mặt đối ngoại, theo giáo sư nói rằng, ông Nguyễn Phú Trọng đã tương đối nhạy bén. Về đối ngoại, theo giáo sư Alexander Vung Viên nhận định, ông Trọng tương đối nhạy bén với tình thế sau vụ giàn khoan Hải Dương 981 năm 2014 và đã có quyết sách linh hoạt như trong quan hệ với Mỹ, gia nhập Hiệp định Đối tác Viên Thái Bình Dương, sau này là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Giới nghiên cứu quốc tế đánh giá như thế nào về tổng trọng? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Những thất bại trong cuộc đời ông Nguyễn Phú Trọng Ngày 24 tháng 7, blog của tác giả GB Nguyễn Hữu Vinh trên AFA Tiếng Việt có bài bình luận Nguyễn Phú Trọng, một cuộc đời thất bại. Tác giả đánh giá ông Trọng thất bại ở mọi lĩnh vực. Cách đây 36 năm, với các cương vị phụ trách lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của đảng, nhưng ông Trọng không có dấu ấn gì nhằm tạo nên sự mạch lạc rõ ràng về những vấn đề tư tưởng hay những nét đặc trưng nào về văn hóa để đảng lấy làm phương hướng lãnh đạo. Và đây là hình bài trên blog Nguyễn Hữu Vinh AFA. Ngày nay, nhìn lại đất nước Việt Nam, về văn hóa, người ta nói một câu rất tổng quát và chính xác, đó là sự suy đòi. Sự suy đòi không hoàn toàn chỉ một lĩnh vực, mà trong mọi mối quan hệ xã hội, thói quen, cách hành xử của người Việt. Đó là một thất bại của ông Trọng về tư tưởng tác giả phân tích với chức trưởng ban lý luận trung ương. Ông Trọng cũng có nhiệm vụ xây dựng hệ thống lý luận của đảng về phương hướng, đường lối, tư tưởng và lý thuyết cho hệ thống chính trị hiện nay. Tuy nhiên, ông đã bó tay khi thừa nhận rằng đến cuối thế kỷ này chưa chắc đã có chủ nghĩa xã hội. Trước sự khủng hoảng về tư tưởng, đường lối, đảng đã hoảng loạn và vơ váo bất cứ thứ gì miễn vá víu có lợi cho sự tồn tại của đảng. Tác giả cho rằng bản thân ông Trọng cũng hoang mang và lúng túng về vấn đề tư tưởng. Điển hình là dù luôn cao giọng làm người hãy là người cộng sản Thế nhưng, những hình ảnh bị lộ cho thấy chính bản thân ông đã từ bỏ tư tưởng cộng sản vô thần để quy y cửa Phật. Và đây là hình Nguyễn Phú Trọng quy y cửa Phật. Về công cuộc chống tham nhũng, tác giả nhận định là một thất bại nữa của ông Trọng. Bởi thành quả chống tham nhũng hơn chục năm khiến người ta giật mình kinh sợ khi có 169.000 đảng viên bị kỷ luật, hàng chục, hàng trăm ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương tướng tá và cán bộ đủ các cấp vào tù. Tác giả nhấn mạnh, con số đảng viên bị kỷ luật chỉ là một phần nổi rất nhỏ của tảng băng chìm, số lớn trong đảng đã hư hỏng, suy đòi. Và một đảng chứa trong đó số lớn là suy đòi, là hư hỏng, là cướp, trộm, tham ô, hữu hóa, thì đó là băng cướp, băng nhóm mafia, chứ không thể coi là một đảng bình thường. Chính vì vậy tác giả bình luận, nạn tham nhũng càng ngày càng như căn bệnh ung thư di càng đi khắp cơ thể hệ thống chính trị hàng loạt những cuộc bắt bớ khắp nơi mà đã bắt là bắt cả ổ cả cụm cả lô từ lớn đến bé khiến câu nói của nguyễn sinh hùng được xác nhận là đúng lấy đâu người mà làm việc theo tác giả đến khi chết ông trọng đã giơ tay đầu hàng nạn tham nhũng những câu nói về nhân văn xử nhẹ tha thứ chỉ là những biểu hiện bất lực chỉ để chữa ngượng vì sự hô hào trước đó và đây là hình lễ tang ông nguyễn phú trọng bởi làm sao chống được tham nhũng khi chính hệ thống chính trị này là nguồn gốc của sự nảy sinh ra tham nhũng. Khi quyền lực tuyệt đối thì sự tha hóa cũng là tuyệt đối. Tác giả tiếp tục đánh giá, ông Trọng chỉ nhâm nhâm việc bảo vệ đảng, từ chính trị đến kinh tế, từ đất đai, tài sản cho đến tinh thần, tư tưởng, quyền con người của người dân, tất cả đều bị coi rẻ dưới bàn tay Nguyễn Phú Trọng. Chưa có thời nào mà những người bất đồng chính kiến bị bắt bớ, tù đài giam hãm nhiều như dưới thời Nguyễn Phú Trọng. Chưa có thời nào mà quyền mở miệng của người dân bị chặn một cách tuyệt đối như thời của Nguyễn Phú Trọng. Chưa có thời nào mà dân quyền, nhân quyền bị chà đạp, văn hóa, tình người bị coi thường, coi rẻ, tệ nạn từ ma túy đến mại dâm, cờ bạc, tham nhũng, cướp bóc của người dân, nở rộ và đều đặn phát triển như dưới thời Nguyễn Phú Trọng. Chưa có thời nào mà hệ thống nhà tù của đảng chứa nhiều cụ đảng viên như hiện nay. Ở đó có đủ một bộ máy khổng lồ, hoàn chỉnh từ thấp đến cao cho một chính phủ nếu cần thiết. Đi kèm với hệ thống tù nhân, cụ đảng viên này là ngân khố đã thăm hụt hàng triệu, chục triệu tỷ đồng, tiền máu xương của người dân. Đó là kết quả của hơn chục năm đứng đầu đảng để kiên quyết lựa chọn những người có tài, có đức vào đảng và trung ương của Tổng trọng. Đó cũng là điển hình cho sự thất bại của cuộc đời Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Những thất bại trong cuộc đời ông Nguyễn Phú Trọng Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.